Và đặc biệt là anh Thắng và anh Hiệp là một phần của tuổi thơ của em. Em đã nhai hết cái đĩa CD mà có anh Thắng và anh Hiệp ở trong đó rất là nhiều lần. Kính thưa quý vị, như vậy 8 câu hỏi liên quan đến vòng thi đấu cuối cùng, đó chính là Cùng Xem đã khép lại. Chúng ta có tổng điểm. Trải qua 3 vòng, các đội có tổng số điểm như thế này. Đội Vui 150 điểm. Đội Chăm Ngoan được 240 điểm. Và 300 điểm là đội Khắc Khẩu. Và đội chiến thắng ngày hôm nay chính là Khắc Khẩu. Đội về nhì là Chăm Ngoan và đội về ba đó chính là đội Vui. Và không biết là cảm xúc của từng đội viên cũng như là đội trưởng ngay bây giờ như thế nào đây? Đội Vui à, vui chứ ạ? À? Nào Huyền, em cảm nhận như thế nào về đồng đội của mình và đặc biệt là em Mi? Em hài lòng lắm. Ủa? Em hài lòng lắm. Vâng. Cảm ơn. Mình tiếp tục chương trình được không ạ? Còn Mi? Chị em xuất sắc lắm ạ. Xuất sắc không? Xuất sắc. Lâu rồi chưa có ôm hùng nhau thấm thiết không? Trao cho nhau những cái ôm thấm thiết nào. Ôm. Ủa, anh ngồi giữa sao hai đứa ôm kệ anh phải là ôm có dính anh luôn dạ dính anh luôn dính anh đẹp luôn ôm nhà ôm ôm thấm thiết đi hai thôi, đứa ôm. Anh hứa anh là cái nhân thôi thấm thiết ghê luôn đó nha thấm thiết thấy sợ luôn đó trời đất ơi dạ còn cảm xúc của đội về nhì ngày hôm nay 240 điểm xin mời Chăm Ngoan chia sẻ anh cảm thấy bất ngờ với cái tài đá banh của đồng đội của anh em hiểu không cái nét đá rất là dạng như là bất cần á mà không anh có khả năng chơi bóng. Đó là khả năng buông lơi. Đi đâu đi. Nhưng mà quan trọng nó vẫn vô nha. Hai bạn rất là tài năng, trẻ. Anh hơi chậm, anh nhấn nút hơi lâu thôi. Cảm ơn, thấy sao nè? Cảm thấy rất là vui khi được tham gia cùng với Quý, bạn thân của em. Ở đây cũng xem như là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời hết ạ. Trời ơi, sao có phần xem sắc quá vậy ta? Bé này. Em có một cái quan điểm là hình xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng là mình có hình với nhau. Cho nên là ngày hôm nay thông qua chương trình chính là một cái cơ hội để em với Tâm giữ lại cái kỷ niệm với nhau. Bởi vì tụi em ở với nhau 2 năm nay, đúng một cái nhà trọ. Tụi em là đôi bạn cùng tiếng của trường. Và đặc biệt là anh Thắng và anh Hiệp là một phần của tuổi thơ của em. Em đã nhai hết cái đĩa CD mà có anh Thắng và anh Hiệp ở trong đó rất là nhiều lần. Cho nên ngày hôm nay em thật sự rất là vui khi mà được gặp các anh chị cũng như là được trải nghiệm những câu hỏi kiến thức rất là bổ ích của chương trình. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Dễ thương quá Quý ơi. Vẫn chia sẻ tiền nhà trọ với nhau hen. Vậy đó. Dạ còn với đội Khắc Khẩu, bớt Khắc Khẩu chứ ạ. Cảm xúc của mình lúc này thì rất là mừng. Bởi vì là mình đã bị thua, trong khi đó hai học trò nó nỗ lực, nó cố gắng. Đồng đội thì nỗ lực mà mình làm thua. Vậy là may đội mình không thua. Cảm ơn anh Bình, mời Nga. Vui thì cảm xúc chung của mọi người rồi. Và hiện tại là công việc của em cũng khá là bận. Thì lâu lâu được tham gia một cái chương trình như vậy thì cũng cảm thấy rất là vui và giải stress. Và đặc biệt là ngày hôm nay để tham gia với một người rất là thân thiết từ xưa tới giờ. Bình thường là đấu khẩu rất là nhiều. Ngồi nhiều khi ngồi trên bàn ăn, hai đứa ngồi được 20 phút cãi lộn, đập bàn đứng dậy đi. Ghê. Nhưng mà chiều về là hai đứa làm hòa với nhau rất là nhanh. Và ngày hôm nay thì cũng cảm ơn chương trình cũng đã đưa tụi em tới đây. Một phần là giải stress, một phần là kết nối với người anh, người thầy của tụi em. Cảm ơn tất cả các thành viên của ba đội rất nhiều. Và bây giờ chúng ta lãnh thưởng thôi.